chị đang chuẩn bị để quay cho nhỏ em. Giới thiệu đây là một cái farm nó mới cải tạo từ một cái đất trồng cà phê cũng mấy chục năm rồi, bây giờ nó chặt những cây cà phê mà không hiệu quả nữa rồi, ít trái cho nên là chặt hết, và bây giờ nó cải tạo thành một cái farm mà là một cái sân chơi cho tất cả các khách mà thích được trải nghiệm sống ở rừng đó, sống ở khu rừng, và cái này giống như là một cái homestay, tất cả có đầy đủ, có nhà ở, có chỗ ăn chỗ uống, các bạn thích hái cây, những cái trái trên cây ví dụ như sầu riêng, chôm chôm, tất cả các quả nào mà có ngay trong vườn này thì các bạn thích hái thì sẽ hái nha. Siêu đang chuẩn bị để quay cho cô em, của em gái. Hồi xưa là Siêu Black cũng đã từng ở đây, và cái đất này này là Siêu Black cũng đã làm cỏ và hái cà phê ở ngay cái đất này Siêu Black đang đứng, nhưng bây giờ thành là những cái nhà cái homestay như thế này. Siêu Black cũng rất là vui, nhiều lúc cuộc sống phải thay đổi đó. Nhưng mà Siêu Black không ngờ là nhỏ em nó cũng rất là giỏi, cũng biến hóa một vườn cà phê đã lâu năm thành một cái nơi mà có cùng một cái nơi mà để cho những người bạn nào ở xa, ví dụ Hà Nội, Sài Gòn, thì cũng có những cách người ta thích sống cái kiểu tránh xa thành thị ra, sống ở một cái nơi rừng rú như thế này. Cũng rất là nhiều người thích, nhất là Hà Nội, Sài Gòn. Cho nên là Siêu Black đang giúp em để em làm việc cho nó tốt. Đây là cái nơi mà Siêu Black rất tiếc mình không có đủ tiền để làm một cái farm như thế này. Siêu Black đang rất là cố gắng. Và Siêu Black cũng mới thuê được một miếng đất tầm 1.5 sào, là Siêu Black trồng lúa. Tại vì Siêu Black nghĩ là lúa rất là cần thiết trong cuộc sống, mà không chỉ riêng của Siêu Black mà tất cả mọi người chúng ta đều muốn có gạo, và đồng bào thường là có gạo là có tất cả, cho nên là luôn trữ gạo cho nhà mình. Siêu Black rất là vui. Cái hộp bị mọc mầm rồi. Đúng rồi, em nói nó mọc mầm mà. Trời ơi, người ta ngọt, người ta ăn ngọt. Ăn bình thường. Dạ, nhưng mà cái này nó mọc, cái này mọc mầm mà nè chị. Mọc mầm là già như già đó, như là nó không có ngon nữa. Thôi chị đừng thử đi. Đừng thử. Cái bụng chị đang yếu đó. Em định nói bụng chị đang yếu, chị đừng thử cái này đi. Ăn tạp quá nên mới cổ tả. Này như trái thì nó thấy quá. Ok, hi. Siêu Black chào các bạn. Hồi nãy là Siêu Black đang make up để siêu lâu lắm rồi Siêu Black không làm YouTube các bạn ạ. Tại vì là Siêu Black nghĩ rằng là ở nhà nó có rất là nhiều việc xảy ra. Mẹ chị mới mất rồi, là Siêu Black đâu rồi, Siêu Black cũng đi đây đi đó. Cho nên là Siêu Black không làm YouTube. Cho nên là Siêu Black sợ là mọi người quên Siêu Black á. Siêu Black muốn dành một thời gian để cùng đến với Siêu Black cuộc sống con tùm. Nhưng mà bây giờ thay đổi nha, là Siêu Black cuộc sống ban mê, tại vì đây là quê hương thứ hai của Siêu Black. Sau khi mà Siêu Black là sinh ra, già mẹ sinh ra ở con tùm và sống ở con tùm, nhưng sau khi bố mẹ mất, cho nên là mấy chị em rất là đông, 10 chị em, cho nên là 4 người chị em của Siêu Black qua bên này sống với bác nuôi. Tại vì hồi xưa thì mình chưa làm ra tiền, đang học sinh mà, thì là sống với bác. Là đây là cũng một cái nơi mà rất là quen thuộc với Siêu Black luôn. Thì hồi nãy là lâu lâu Siêu Black mới có thời gian về 30 tuổi. Cho nên là Siêu Black hồi nãy là các bạn thấy là Siêu Black làm mặt nó để cho mình đẹp một tí, tại vì mới sau khi mà mới thổ tả xong đó là người nó hơi bị phờ phạc, cho nên là Siêu Black cần tô điểm một tí để cho có sức sống. Mong là các bạn bỏ qua cái mình đầu yếu thì mình nói mình đầu yếu thôi, chứ còn mình giấu giếm làm gì, và mặc bộ đồ đẹp như thế này để quay YouTube cho các bạn.
ok. Và sau khi làm mặt xong rồi, trang điểm xong rồi là Siêu Black sẽ được vào đây thưởng thức những món ăn mà Siêu Black yêu thích. Come on. Nhiều người hỏi chị ơi mình gọi là Buôn Mê Thuột hay là Ban Mê Thuột, tùy theo cái cách gọi của người ta. Nhiều lúc có người thì người ta phát âm thật ra đúng là Buôn Ma Thuột. Buôn là gì, là làng, còn ma ở đây ví dụ như tiếng người đây ma là ba, thuột là một cái tên của con cháu ông này, một cái ông người ED rất là nổi tiếng đấy, cho nên là người ta mới lấy cái tên là Buôn Ma Thuột, làng của cha của cái cậu thuộc này đó, tạm dịch là như thế, là theo Siêu Black hiểu là như vậy. Còn nhiều bạn thì khi mà nghe Buôn người ta nghe không rõ là như nào, người ta kêu là Bàn Bề, nhưng mà nó cũng là cũng có thể được giống như là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nếu mà mình hát ly cà phê Buôn Mê á, thì nó sẽ không hay bằng ly cà phê Ban Mê. Dạ, nó thuộc miệng và theo cách hát nữa, cho nên là Siêu Black nghĩ rằng là khi mình hát có thể dùng Ban Mê, khi mình nói chuyện có thể dùng Buôn Mê, nó đều như nhau hết, cho nên là mong là các bạn sẽ hiểu thêm một chút nữa. Còn bây giờ Siêu Black sẽ ăn uống, cho nên là tạm dừng ở đây và sẽ quay lại. Hi, Siêu Black xin chào các bạn một lần nữa. Siêu Black muốn giới thiệu là sau khi mà Siêu Black tới đây sẽ có một buổi ăn trưa, và Siêu Black cũng mời những người bạn thân thương. Đây là chị Kim Ly, cũng là ca sĩ ở Ban Mê, Buôn Mê. Và đây là chị Hờ Bam. Chị Hờ Bam, chữ là nào nhỉ? Buôn Quanh Lâm. Buôn Quanh Lâm. Chị Bam ở Buôn Quanh Lâm. Yeah. Và Siêu Black cũng đã được mời các chị lên đây ăn cùng Siêu Black, và đây là người bạn thân thương, học cùng khối, và đây là bạn trai của Siêu Black, bạn trai sinh năm 89. Siêu Black nói giỡn thôi, đây là cháu tên là Huy, là con trai của bạn Siêu Black, cũng bằng tuổi con của Siêu Black luôn, nói chung là hôm nay Siêu Black thật sự vui và hạnh phúc khi mà được các bạn tới thăm. Cái thứ nhất như này Siêu Black hờn chứ, vì là lâu quá không gặp, mà nếu mà Siêu Black tới Ban Mê mà Siêu Black không mời các bạn này thì là cái hờn của mình nó không được và suôn sẻ. Và sau đây là Siêu Black mời các bạn hãy cùng dùng bữa Siêu Black và bạn Siêu Black nhé. Mời bạn, mời chị, mời bà bạn, mời con. Và trước khi mà Siêu Black lên lại Ban Mê Thuột là Siêu Black có gọi cho người nhà, nhất là bác ơi bác nhớ là nấu cơm, con sẽ lên ăn cơm ở đây, và những cái món mà con rất là thích nói với bác như thế. Nhưng mà cô em gái của Siêu Black đã chuẩn bị xong để Siêu Black mời tất cả các bạn dùng bữa cùng Siêu Black. Những món ăn có cần phải nói tới món ăn không ạ? Yeah, ok. Không có gì hết, chỉ là gà nướng, thịt luộc. Thịt nướng. Yeah, gà nướng, thịt nướng. Và đặc biệt món lá mì. Lá mì không có nguyên liệu gì nha, chị nấu chỉ có lá mì và nước. Và một ít gọi là gì là cháo à. Yeah, rồi đó. Đại khái là đây là món ăn mà thường xuyên Siêu Black thích. Và Siêu Black cùng mời các bạn nhé. Và mong rằng là các bạn sẽ rất là thú vị khi xem video này. Và hãy ủng hộ kênh Siêu Black, Cuộc Sống Cùng Tùm. Và bây giờ là Cuộc Sống ở Ban Mê. Love you. Nhật chụp tấm hình đi. Đây là nhà sàn làm bằng gốm, làm bằng đất nung. Yeah, đất nung. Đây là bằng thủ công nha, không hề biết máy móc, tại vì sau khi làm xong rồi người ta nung như thế này. Mà đây là nhà sàn ED khác và nhà sàn của bà Nam nó khác. Nhà sàn ED á là người ta tạc hai cái cầu thang mà đi lên á, là một bên là dành cho nam và một bên là dành cho nữ.
nó nghe. Nói chung là vừa ào dân tộc nào nó cũng có cái khó, là vì là hồi xưa là người ta phân biệt như thế. À, mà bên ED nha, nữ là chủ, còn còn bên nam, bên chồng á, là chỉ là phụ thôi. À, bên vợ mới là chủ của căn nhà này, mẫu hệ mà. Nhiều khi mình đến buôn mê, mình mua cái mình đem về, mình biết mình đi buôn mê ha. Ok. Đây có bán không? Có. À, e tách màu tôm dưa thì bán rồi. Không à. Ok, để nó coi giá.